Rồi, xin chào chị các bạn. Sách 3, bản đây là bản deluxe ạ. Bên em cũng vừa giảm 20 triệu cho cái phiên bản này. Ngoài ra thì các bản khác như là Sách 3 AT giá đâu đó chỉ khoảng 512 triệu. Bản deluxe của em bán là 549 triệu. Hay bản luxury cũng giảm 20 và về 579. Giá này so với giá ngày hôm qua thì rẻ hơn khoảng được 20 triệu. Đặc biệt thì xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, tầm cao. Đấy, mình hoàn thiện đâu đó cộng cho em khoảng 60 nữa, tức là loanh quanh vào khoảng 600 hơn 600 quay đầu. Đấy, mình có một mẫu xe gầm cao nhập khẩu Thái Lan, thương hiệu Mazda, động cơ Skyactiv 1.5. An toàn các thứ thì đầy đủ cho các bác. Màu này thì cũng là màu vàng ánh kim, màu mới bọn em ra mắt trong năm nay. Đấy. Các bác mua thời điểm này thì giá cũng rất hợp lý rồi. Đặc biệt là cái mẫu Sách 3 này thì cũng có rất là nhiều anh chị quan tâm về cái tiện dụng. Đấy, xe thì cũng trang bị luôn cả cảm biến này, cam lùi này. À, bản này là bản deluxe ạ. Dưới bản deluxe thì còn bản AT thì nó lệch nhau đâu đó vào khoảng 30 triệu các anh chị nhé. Đấy, cảm biến lùi này, cam lùi này, ống xả kép. Đó. Thì khi mà mình mua cái mẫu xe này thì bên em cũng đang có một số chương trình ưu đãi kèm theo, ví dụ như là trên xe Mazda thì nó có phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành 5 năm. Ngoài ra những phụ kiện như là bọc vô lăng, đúng không? Ví da thì bên em vẫn có trang bị cho khách hàng. Phiên bản này thì được trang bị là ghế da pha nỉ nhá, ghế chỉnh cơ. Màn hình thì là cơ bản đủ dùng, có phím điều khiển command. Đặc biệt tất cả các phiên bản của CX3 thì đều có phanh tay điện tử và auto hold. Đây, chìa khóa vào nó đây. Đấy. Sàn thì vẫn là sàn nỉ thôi, để em để. Đấy, màn hình điều khiển của CX3 cũng nhỏ nhưng mà vẫn có đầy đủ cảm ứng nha các bác nhé. Các bác về P thì dùng cảm ứng bình thường, còn không thì mình cứ điều chỉnh phím command như này là tiện và tốt nhất ạ. Điều hòa cũng rất là mát ạ. Bản này thì có điều hòa là điều hòa cơ. Điều hòa tự động, em xin lỗi, điều hòa tự động. Đấy. Bản AT thì mình dùng điều hòa cơ cần xoắn. Nó cũng phù hợp với giá tiền. Thực ra thì bản tốt nhất bọn em CX3 sẽ bán bản deluxe như này và bản luxury. Đấy. Trên này thì có cruise control này, giới hạn tốc độ lim này. Đấy. Điều chỉnh giọng nói, ra lệnh giọng nói thì có đầy đủ đấy. Đèn hay gạt mưa thì là cơ bản rồi. Thực ra anh chị nếu mà sử dụng ấy, thì có thể độ thêm màn hình một chút. Đây, mình cẩn thận thì làm gói an toàn ADAS của một số hãng hoặc là làm cam 360. Vì thực ra CX3 thì đa phần là các chị các mẹ đi đón mua thêm để đưa đón con các thứ thì nó hợp lý ạ. Vì thật ra như em ngồi 1m8 thì cái hàng 2 của nó với cái kích thước xe hạng B thì tất nhiên rồi nó cũng sẽ chật hơn một chút. Mà cái mức giá so với các đối thủ thì phải nói là rất là rẻ. Đấy, anh chị có nhu cầu thì cứ book máy alo trực tiếp qua bên em nhé, để bên em hỗ trợ thêm. Đấy.